Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 15 tháng 7, Đảng bộ xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương đã tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã, 15 tháng 7 năm 1948, 15 tháng 7 năm 2023. Được thành lập ngày 15 tháng 7 năm 1948, từ 3 đảng viên đầu tiên trải qua 22 kỳ đại hội, đến nay Đảng bộ xã Quảng Yên đã có 405 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ. 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Yên luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, với tinh thần chủ động sáng tạo, từng bước vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã hàng năm luôn đạt 15,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng, phấn đấu đến năm 2025 đạt 80 triệu đồng một người một năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều dự án lớn đã và đang đầu tư trên địa bàn xã như khu đô thị nghỉ dưỡng khoáng nóng xã Quảng Yên 198 ha, khu tái định cư 20 ha và quy hoạch 60 ha cụm công nghiệp. Năm 2021, xã Quảng Yên đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và đang tiếp tục lộ trình hoàn thiện các tiêu chí xã kiểu mẫu hướng tới đô thị văn minh.